Sản phẩm trong ngày hôm nay: Toyota Land Cruiser LC300 màu trắng, nội thất kem, chính thức là về đại lý của chúng tôi. Sẵn giao ngay cho anh chị, giao ngay và luôn luôn vào ngay anh chị nhé. Land Cruiser LC300 thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với khối động cơ là 3.5 turbo tăng áp và xe vừa về đến kho của chúng tôi luôn. Màu trắng, nội thất kem, thực sự là nó quá đẹp luôn anh chị ạ. Một trong những chiếc xe mà Văn Hội đánh giá rất cao, kiểu dáng trường tồn theo thời gian luôn, bền bỉ. Toyota Land Cruiser LC300. Và đây là chúng tôi sẽ nâng cấp thêm bộ body kit VXR Trung Đông nữa nhá. Xe nguyên đai, nguyên kiện, nguyên ni lông luôn. Màu trắng, nội thất be, rất đẹp luôn. Giao luôn và ngay, ngay và luôn cho anh chị nhá. Đó, Toyota Land Cruiser La Răng 20 inch đây. Đây là hắp kính này, bản mới sẽ có hắp kính nhá, thế hệ mới nhất hiện nay luôn. Có thể anh chị nhìn thấy chi tiết được không ạ? Lúc nữa thì chúng ta sẽ review chi tiết chiếc xe này nhá. Thật tuyệt vời luôn ạ. Giao luôn và ngay, ngay và luôn. Hỗ trợ body kit VXR Trung Đông. Chi tiết là như thế nào? Anh chị liên hệ ngay hotline 0989 588 516. Bây giờ chúng ta sẽ review chi tiết xe. Sau đây, trong hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thấy ngắm nhìn được rằng là ở phần phía đầu xe chúng ta sẽ nhìn thấy khác biệt hoàn toàn khi mà cái mặt ca lăng của chúng ta này, thì là nó sẽ bình thường chúng ta chỉ có phần thêm phần mạ này thôi ạ. Thì cái phần nhựa này được ốp thêm những đường viền mạ chrome nổi bật hơn. Đó, tất nhiên logo Toyota mạ Mica nguyên bản theo xe thì vẫn còn ở đây. Tiếp theo nữa, toàn bộ cái mặt ca lăng trước này thì chúng ta sẽ thay đổi nhé. Chúng ta sẽ được ốp thêm, chúng ta ốp thêm mặt ca lăng phía trước. Nổi bật ở đây là gì ạ? Chúng ta nhìn rõ luôn là cái cảm biến góc trước này. Và cái phần này, này khi mà thay lên này, anh chị nhìn này, những cái đường viền này, đường viền ở dưới này này, anh chị nhìn thấy khác biệt không ạ? Nó khác biệt hoàn toàn luôn. Những cái đường viền của cái phần bar sốc ở phía trước của Toyota Land Cruiser, nhìn nó khi mình lắp vào một cái trông nó cực kỳ là thể thao, cực kỳ là sang trọng luôn đấy ạ. Đây, anh mới quay có thể đứng cao lên, chúng ta quay từ trên này, nẹp dọc nóc xe này, tổng quan, chúng ta sẽ quay tổng quan một vòng từ bên này, từ bên này quay sang, đúng đi đúng một vòng luôn ạ, để chúng ta nhìn thấy được rằng nó cái sự đẹp tuyệt vời luôn. Anh sẽ quay một vòng để làm sao khi mà anh chị khách hàng xem là chúng ta sẽ nhìn rõ được, chúng ta sẽ nhìn rõ được tất cả tổng quan bên ngoài một vòng luôn. Chúng ta quay nhanh một vòng để thấy được tổng quan chi tiết chiếc Toyota Land Cruiser LC300 lắp thêm bộ body kit cực kỳ là sang trọng, nổi bật và bắt mắt, nhìn quá đẹp luôn anh chị nhá. Phải nói là nó rất sang trọng luôn đấy ạ. Khi mà nắp lên trông kiểu dáng trường xe Land Cruiser thì chỉ có giá niêm yết từ 4.286.000.000 đồng, trong khi đó những màu trắng ngọc trai thì cộng thêm 11 triệu, là 4.297.000.000 đồng. Xe đang sẵn hàng đủ màu để giao ngay cho anh chị, kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn như là bảo hành lên đến 5 năm chẳng hạn này, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, động cơ turbo tăng áp thì giúp cho tiết kiệm nhiên liệu hơn. Còn phần phía thân xe là như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Đây chính là phần phía thân xe của chiếc Toyota Land Cruiser LC300 khi mà đã được lắp bộ body kit lên rồi. Nếu một điểm nhấn đầu tiên anh chị nhìn ở phần phía thân xe này, 7C Anti-Vết Zenith. Đó chính là một cái logo rất hay. Trong khi đó toàn bộ ở phần phía thân xe này chúng ta nhìn thì nó sẽ thấy sự khác biệt gì so với khi chúng ta chưa lắp. Tay nắm cửa được mạ một cái đường viền chrome màu trắng như thế này, điểm nhấn đầu tiên. Đó, tiếp theo nào, chi tiết thứ hai anh chị có thể nhìn thấy xuống dưới cái bậc ốp body kit này thì chúng ta sẽ được thay toàn bộ cái đường viền này, cái phần nhựa này chúng ta sẽ thay toàn phần anh chị nhé, chúng ta sẽ thay toàn phần. Tiếp theo này, ở phần phía trước cái viền này của chúng ta ở đây thì đã được phủ thêm một lớp ceramic rồi, trông sẽ rất nổi bật và rõ ràng, cũng như hệ thống la răng 20 inch. Phải nói rằng là khi mà lắp lên thì kiểu dáng cực kỳ là trường xe của chiếc Toyota Land Cruiser LC300, từ nóc xe này, hẹp dòng nóc xe màu trắng ngọc trai cực sang trọng nổi bật. Nào, anh máy quay sẽ quay tiến dần để quay ngang ra phía đằng sau này một chút để chúng ta ngắm được cái sự đẹp tuyệt vời của chiếc Toyota Land Cruiser LC300 sẽ chuyển thể thành phiên bản VXR
sẽ chuyển thể thành phiên bản VXR nhé. Đây phần phía đuôi sau. Đuôi sau thì chúng ta đến nhìn đầu tiên đó chính là cái logo Twin Turbo này ở phía bên trái. Bên phải tất nhiên logo Land Cruiser là thì ở đây rồi. Chúng ta sẽ có logo của VXR, VX.R này, thể hiện cái phiên bản thể thao. Cụm đèn hậu của Land Cruiser thì nó cũng đã cực kỳ là nổi bật và bắt mắt rồi, đúng không ạ? Chúng ta thấy gì nữa? Ở phần bốp body kit này, anh quay sẽ quay hơi chéo một chút. Chúng ta sẽ có cái đường viền mạ chrome và những cái phần ốp body kit ở phía sau hướng gió được ốp thêm lên như thế này. Được ốp thêm lên nhá. Đây, anh máy quay sẽ đứng ra đây để quay này. Quay tổng quan. Anh chị có thể nhìn thấy không ạ? Đây là tổng quan. Tổng quan phần phía đuôi phía sau đây. Chúng ta nhìn thấy này. Nẹp dọc nóc xe trên cao, anten trên cao. Khi mà lắp bộ ốp body kit này vào thì nhìn trông sẽ rất khỏe xe. Màu trắng ngọc trai của Land Cruiser cực kỳ là nổi bật. Xe đã được dán phim cách nhiệt rồi. Đạt mơ phía sau này, logo này. Và chúng ta tất nhiên là vẫn sẽ mở cái phần cốp điện này ra. Sẽ rất đơn giản thôi. Đó, phần cốp điện của Land Cruiser đã được trang bị. Và khách hàng của tôi còn đặt thêm một cái phần thảm lưng 6D ở phía sau cùng với màu. Land Cruiser chắc chắn là sẽ hai màu nội thất, đó chính là màu nội thất đen và nội thất kem. Cái tông màu kem này trông rất sáng, trắng nội thất kem này trông rất to xe. Ở hàng ghế thứ 3 của chúng ta thì sẽ điều khiển điện được nhá. Đó, điều khiển điện được đầy đủ luôn này. Anh chị có thể nhìn thấy. Đó, để chúng ta có thể nhìn thấy chi tiết được rằng chúng ta điều khiển được điện lên thì nó sẽ thành 7 chỗ ngồi. 7 chỗ ngồi, ví dụ anh chị ở đây thích ngồi 6 chỗ. Còn khu vực bên này thì chúng ta vẫn để phẳng để đâu. Vậy là 6 người ngồi cũng được, 7 người ngồi cũng được. Rộng rãi thoải mái, vẫn phần vali phía sau đây. Cái ốp ở phía sau đây trông sẽ rất khỏe xe. Và phần cốp này chúng ta có cả phần chống kẹt này. Chúng ta vẫn có phần chống kẹt rất nhạy cái phần cảm ứng của chiếc cốp điện của Land Cruiser là C300. Còn ở bên trong nội thất xe của Toyota Land Cruiser thì sẽ nổi bật là những gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Đang ngồi bên trong một chiếc Toyota Land Cruiser màu trắng, như lại là nội thất kem. Đầu tiên là chiếc chìa khóa này. Anh chị có thể nhìn thấy ngay chìa khóa sẽ có 3 nút bấm nhé. Bao gồm nút mở cửa, mở cửa này, mở cốp điện này, cũng như là khóa cửa. Để muốn tiết kiệm pin thì chúng ta bấm vào nút khóa cửa, sau đó bấm 3 lần là nút mở cửa này. 2, 3. Thì hệ thống đèn sẽ nháy như thế này, đúng không ạ? Còn muốn sử dụng lại chúng ta bấm nút mở khóa hoặc là nút khóa cửa, nút bất kỳ. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy là gì ạ? Khi mà cái nội thất nó sang trọng như thế này thì chắc chắn là Land Cruiser sẽ được trang bị rất nhiều công nghệ mới. Ngay như phần phía tappy cửa, chúng ta có đến 3 lần nhớ vị trí ghế. Để sử dụng thì rất đơn giản thôi ạ. Chúng ta sẽ chỉnh ghế, chỉnh điện lên đến 10 hướng theo thứ tự. Sau đó chúng ta chọn phần ghế ngồi từng người lái một, sau đó chúng ta bấm set. Rất đơn giản. Và nếu mà lần đầu tiên mà xe chưa set lần nào thì anh chị sẽ lùi hết ghế về, cũng như là ngả hết ghế ra sau, sau đó chúng ta sẽ quay trở lại và chúng ta sẽ làm được nhé. Nào, rất đơn giản. Nào, bên trái nào. Bên trái thì chúng ta có những công tắc gì ạ? Công tắc của đèn AH tự động dương pha này, công tắc mở cốp điện này, hệ thống kiểm soát lực kéo cân bằng điện tử này, cũng như tắt bật khi mà có cảnh báo ở phía sau này. Mở nút nắp bình xăng, mở nắp capo, cũng như là điều chỉnh vô lăng điện. Để sử dụng vô lăng điện thì chúng ta sẽ bấm điện lên. Chúng ta sẽ bấm điện lên như thế này. Rất đơn giản nhé. Đó. Tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta sẽ cho phần nhạc này nhỏ lại này. Chỉnh lên. Tuyệt vời đúng không ạ? Còn ở tiếp nữa, ở bên trong là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Hội đang ngồi bên trong tổng quan giao diện chi tiết mới nhất của chiếc Toyota Land Cruiser. Đây là một chiếc nội thất màu kem anh chị nhé. Phiên bản mới là ion âm này, cũng như là hấp kính km/h điện tử này. Chúng ta có gì? Chúng ta có vô lăng được khâu bọc da này. Điều khiển của hệ thống, chúng ta có 7 túi khí. Nữa là gì nào? Nữa đó chính là điều khiển volume trên vô lăng, tích hợp giọng nói, thoại rảnh tay, điều khiển màn hình lớp layer. Chúng ta điều khiển màn hình lớp layer ở đây nhé, theo ý muốn này. Đó, rất đơn giản luôn. Nữa là gì ạ? Chúng ta có các hệ AM, FM, Bluetooth, audio.
chúng ta có hệ thống đèn full LED tự động này, xi nhan tuần tự rồi, hay như đồng hồ vòng tua động cơ bên trái, một màn hình 7 inch hiển thị đa thông tin, rất nhiều cảnh báo phụ trợ khác nhau, hay như cả hệ thống cảnh báo tiền va chạm, lệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cũng như là cảm biến, cảnh báo ở phía sau, RDC, hấp kính, rất nổi bật đúng không ạ? Bên phải chúng ta có đồng hồ nữa, đó là vòng tua động cơ, báo nhiên liệu, hệ thống gạt mưa cũng sẽ tự động cả trước sau luôn anh chị nhé. Hệ thống cảnh báo tiền va chạm PCS, lệch làn đường hay là DRCC, cruise control. Bên trái này, bên phải này, chúng ta còn thêm nút các công tắc như hệ thống camera 360 độ nhé. Auto chip, khóa vi sai cầu trước, khóa vi sai cầu sau. Đó, tổng quan, khi mà chúng ta nhìn này, nó sẽ rất trực quan. Ngoài ra thì chúng ta có chiếc chìa khóa thông minh sẽ nút bấm ở đây. Ở trên thì chúng ta có từ cửa sổ trời. Cửa sổ trời thì chúng ta còn tích hợp các công tắc đèn này. Văn Hội sẽ review nhanh thôi vì nhiều clip khác chúng ta nhìn rồi. Gương chiếu hậu phía sau tự động chống chói này, điện tử. Hệ thống Toyota CityCen thế hệ thứ 2. Một màn hình giải trí đa thông tin, hiển thị từ bản đồ dẫn đường luôn, AM, FM, Bluetooth hoặc là kết nối CarPlay, Android Auto. Hệ thống điều hòa lên đến 4 vùng độc lập, toàn bộ là tự động hết, kể cả phần sấy ghế cho hai ghế ngồi ở phía trước. Hệ thống volume chúng ta vẫn có cái phần điều khiển ở đây, power tắt nguồn này và map bản đồ này. Cùng với đó có thêm menu để điều khiển audio, trở về home, setup hoặc là chuyển kênh. Thì chúng ta có một cái phần đầu đĩa ở đây nữa. Các chế độ lái, chúng ta sẽ có 3 chế độ lái chính. Thì chúng ta bấm vào đâu ạ? Chúng ta sẽ xoay, không phải bấm anh chị nhé. Nó bao gồm có Eco, Normal và Sport. Với cái chế độ gài cầu, lái hai cầu toàn thời gian này, thì chúng ta có đi thêm ở cái chế độ là đi thêm trên đường gồ ghề MTS hoặc là DAC, hỗ trợ đổ đèo. Cổng USB, chúng ta có thêm cổng Type-C, cũng như là tổng 12V sạc không dây đây. Anh chị nhìn thấy là điện thoại đang được sạc không dây, rất tuyệt vời luôn. Chúng ta có khóa V-Sai ở giữa này, cũng như là kiểm soát trượt quay trơn này, các chế độ gài cầu H4, hoặc là chúng ta ấn xuống thì sẽ có thêm Low 4 này. Phanh tay điện tử thì chắc chắn là sẵn sàng rồi, hoặc hệ thống Auto Hold là giữ phanh tự động. Chúng ta còn có thêm hộp lạnh, đây là phần hộp lạnh, cũng như là điều hòa 4 vùng thì ở phía sau đây nữa, cũng sẽ là điều hòa tự động luôn anh chị nhé. Điều hòa tự động luôn, chỉnh theo ý của chúng ta. Ở sau thì chúng ta còn có thêm những công tắc đèn LED ở phía sau này. Và ở đây thì chúng ta còn có thêm, nó chính là một cái màn hình giải trí khách hàng tôi lắp thêm nhé. Màn hình này nó liền khối luôn với cần gối đầu này, giải trí ngồi phía sau rất dễ chịu. Chúng tôi đang review thì sẽ để rất rộng luôn, nhìn rất dễ chịu nhé. Chúng ta có thêm nữa, đó chính là cái cốp phụ thì cũng sẽ có chìa khóa và có ngăn lạnh ở trên này, ngăn hộc ở dưới này. Xe trang bị là loa JBL, có cả những cái loa trung tâm. Đây, khu vực hấp kính đây. Đấy, khu vực hấp kính của chúng ta. Màu trần ở trên này, đèn này. Chung là cái xe này thì nó hết, không còn gì để nói nữa rồi, nó quá tuyệt vời rồi. Toyota Land Cruiser tổng quan, Land Cruiser LC300 2023 mới nhất hiện nay. Chúng ta sẽ sang hàng ghế sau một chút. Ngồi ở hàng ghế thứ hai của Toyota Land Cruiser ở thế hệ mới, màu nội thất kem quá rộng rồi. Tapi cửa này, những cái đường viền mạ chrome hoặc là đường viền của loa này, JBL sơn bóng rất nổi bật, hay phần tựa tay vân gỗ này. Chúng ta có những hộc để đồ rất rộng và đèn phản quang, đèn cảnh báo khi mở cửa này. Chúng ta có gì nào? Đây là khách hàng đã lắp thêm hai cái màn hình gối đầu liền khối ở phía sau, trông rất nổi bật và tuyệt vời luôn rồi. Chúng ta sẽ có những cái nút bấm ở đây nhá. Tất nhiên sẽ bật chìa khóa điện lên. Ghế hàng thứ hai này cũng sẽ gập được anh chị nhá. Sẽ gập được hàng ghế sau này, hay như điều khiển cái phần điều hòa tự động 4 vùng ở phía sau, có ion âm, hai cổng sạc nhanh ở phía sau này. Hay là những cái tựa lưng có những hộc để đồ rất to bản. Thì cái phần tựa ở giữa này thì Toyota Land Cruiser là vẫn được tích hợp thêm những cái hộc ngồi sẽ rất dễ chịu, ghế ngả hoặc như cái đèn đọc bản đồ rất thoải mái, tay nắm cửa và cái cửa gió ở trên này xuống luôn nữa nhé.
rất rộng rãi và thoải mái, không gian ngồi ở phía sau hay như thảm 6D thì khách hàng cũng đã đặt thêm rồi. Đó chính là tổng quan chi tiết chiếc Toyota Land Cruiser. Bây giờ chúng ta sẽ sang ngay phần tổng kết. Chính là chia sẻ hình ảnh chi tiết nhất của chiếc Toyota Land Cruiser ở thế hệ mới màu trắng ngọc trai, model mới nhất hiện nay, tiêu chuẩn khí thải mới cũng như là ion âm hay là hấp kính la răng 20 inch, cũng như bộ body kit được lắp đặt trên chiếc Toyota Land Cruiser ở thế hệ mới giúp cho xe trông thể thao, khỏe khoắn và bề thế hơn. Cùng với đó thì lô xe mới đang sẵn hàng đủ màu để giao ngay cho anh chị, kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn như bảo hành lên đến 5 năm, trả góp đến 80% giá trị xe, thời gian vay thì lên đến 7 năm. Đâu đó khoảng hơn 1 tỷ đồng là một chiếc Land Cruiser ở thế hệ mới đã nằm trong nhà anh chị khi mà lựa chọn chương trình gói vay tài chính của Toyota. Và để biết thêm thông tin chi tiết, chương trình giao xe đủ màu như màu đen, màu trắng, màu nâu đồng, rất nhiều màu khác nhau. Hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới theo từng vùng miền và đừng quên đăng ký ủng hộ kênh để không bỏ lỡ bất kể video cập nhật bảng giá, chương trình review xe nào. Một lần nữa Văn Hội xin trân trọng cảm ơn, kính chúc quý khách hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye.